Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chặn quảng cáo trên điện thoại nha, hay là cách tag quảng cáo trên điện thoại. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng cài đặt này. Rồi sau đó các bạn kéo xuống tới cái phần ứng dụng, các bạn bấm vào nha. Sau đó các bạn bấm vào quản lý ứng dụng. Rồi sau đó các bạn coi ở 231 đầu tiên này, nếu như mà nó có cái ứng dụng nó không để cái tên và nó không để cái hình logo này thì các bạn nên xóa cái ứng dụng ở đây nha. Cái ứng dụng đó là những cái ứng dụng mà không rõ nguồn gốc, những cái ứng dụng mà nó chặn quảng cáo á thì nó sẽ không để tên tuổi gì luôn, nó cũng không để cái hình logo ở đầu cho mình biết là cái ứng dụng gì luôn, thì các bạn nên xóa những cái ứng dụng đó đi. Hoặc là các bạn cũng có thể xóa những cái ứng dụng không rõ nguồn gốc này, những cái ứng dụng các bạn không dùng này, mình sẽ xóa đi nha. Ví dụ như cái ứng dụng thứ gì antivirus AI gì này, mình sẽ bấm vào và gỡ cài đặt luôn nha. Đây, ứng dụng đây nữa, mình cũng gỡ hết những cái ứng dụng mà mình không sử dụng này, những ứng dụng không rõ nguồn gốc này, những ứng dụng nó không để tay này. Đây là ứng dụng kiểu như bảo mật vậy đó, mình cũng xóa luôn, gỡ cài đặt luôn nha. Các bạn để ý ở 231 tay này, nó có cái ứng dụng mà không để tay nha, và nó không để cái logo của ứng dụng đó, thì các bạn xóa cái ứng dụng đó đi, thì khả năng là các bạn có thể chặn hoặc tắt được quảng cáo trên điện thoại nha. Hoặc các bạn có thể vào phần đây các bạn coi thử cái ứng dụng nào các bạn không dùng này. Đây mình thấy cái ứng dụng hình con chó này nó cũng hơi lạ lạ, mình cũng xóa đi luôn, gỡ cài đặt luôn nha. Đây ứng dụng đây nữa, mình gỡ bớt những ứng dụng mà mình thấy nó lạ, với lại những ứng dụng mình không sử dụng này, ứng dụng phone keeper gì này mình cũng gỡ cài đặt luôn. Rồi vậy là mình đã gỡ những cái ứng dụng mà mình không sử dụng và những ứng dụng không rõ nguồn gốc và những cái ứng dụng mà nó không để tên tuổi gì hết nha, nó không để cái hình logo cái ứng dụng đó là gì á. Đó, thì khi mà các bạn gỡ những ứng dụng đó đi á thì cái quảng cáo xuất hiện trên màn hình điện thoại của mình á nó sẽ không có nữa nha. Tại vì nguyên nhân chính là do những cái ứng dụng đó nó xuất hiện quảng cáo trên điện thoại của mình nha. Khi mà các bạn gỡ đi rồi thì nó sẽ không xuất hiện quảng cáo nữa. Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách chặn hay là tag quảng cáo trên điện thoại nha. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay cũng như là hữu ích thì cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Bye bye.